Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà rất đẹp cho Mắt Hôn trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của anh Cao Ngọc Hoan ở 77 Thích Vũ Đăng, phường 1, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã sử dụng Mắt Hôn và rất hài lòng về thiết kế thi công của Mắt Hôn. Phải nói là thiết kế thi công Mắt Hôn đẳng cấp vượt trội. Mắt Hôn, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mắt Hôn đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mắt Hôn luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mắt Hôn là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mắt Hôn, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mắt Hôn đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mắt Hôn dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mắt Hôn qua số hotline 0964458888 hoặc 0828133333. Mắt Hôn, giá trị tạo nên thương hiệu. Và trước khi mà chúng ta đến thăm căn nhà của anh Hoan thì cũng như tất cả video trước, em sẽ nói sơ một số cơ bản về Mắt Hôn nhé. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đến nước Việt Nam. Và kênh YouTube chúng tôi cũng đăng tải rất nhiều những mẫu nhà để quý vị có thể tham khảo. Về nhà phố thì chắc chắn rồi, đây cũng là một cái mô hình nhà rất là phổ biến ở nhiều vùng thành thị. Nếu như quý vị chúng ta đang có một mảnh đất mà phù hợp với việc mà chúng ta thiết kế và thi công nhà phố, có thể tham khảo qua kênh YouTube nhà phố Mắt Hôn của chúng tôi nhé. Hiện tại chúng tôi đang chạy nhiều chương trình khuyến mãi, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian này, quý vị, đó chính là cái khoảng thời gian năm mới thì chúng tôi đang chạy chương trình là Tết Linh Đình ưu đãi cực lớn, áp dụng từ ngày 15 tháng 12 2022 đến 15 tháng 2 2023, ký hợp đồng thi công trên 15 tỷ tặng nghe xe ô tô Kia Morning 2022, trên 7 tỷ tặng xe Honda Accord 2022, trên 5 tỷ tặng xe Honda Vision 2022, trên 3 tỷ tặng TV Sony 55 inch và trên 2 tỷ tặng máy mùa hiện đại Panasonic. Cho nên nếu có nhu cầu hãy liên hệ ngay số hotline để được nhân viên chúng tôi hỗ trợ nhé. Trở lại với công trình của nhà anh Hoan thì đầu tiên sẽ mời quý vị xem qua từ bên ngoài công trình này trước nhé. Đây sẽ là một công trình nhà phố với thiết kế hiện đại và tổng cộng công trình sẽ có là 3 tầng và 1 tum quý vị ha, rất là cao luôn. Đây cũng là một cái đặc trưng của nhiều cái nhà phố mà em đã từng giới thiệu quý vị, đó chính là bởi vì những cái nhà phố thì nó không có cái ưu thế về chiều rộng như là nhiều cái nhà khác, cho nên chúng ta phải đánh mạnh về chiều dài hoặc là về cái chiều cao, đúng không nào? Với những căn nhà mà nó có hình dạng chữ nhật và đặc biệt là nó hẹp về chiều rộng thì thường người ta sẽ xây cao tầng lên để đảm bảo về công năng cho cả gia đình. Thì đây cũng một cái giải pháp cho những căn nhà của quý vị nhé. Với công trình này thì em nói là em nghĩ là em không cần nói giới thiệu được, quý vị cũng nhận ra ngay, đó chính là công trình chúng tôi sẽ đi theo phong cách nào. Quá là rõ ràng, đây sẽ là một công trình chúng tôi sẽ làm theo phong cách là hiện đại, quý vị nhé. Bởi vì sao mà em kết luận như vậy? Đầu tiên có thể thấy là tình hình khối của ngôi nhà ở bên ngoài thì nó rất là vuông vức, rồi những cái đường nét đơn giản, tinh tế, đây cũng là một cái đặc trưng của phong cách hiện đại modernism. Nó không có những cái chi tiết phào chỉ hoặc là những cái hoa văn quá là cầu kỳ giống như phong cách tân cổ điển ha. Rồi ví dụ là về vật liệu đi, thì ở đây chúng tôi cũng sử dụng là khá là nhiều những cái màu sắc cũng vật liệu khác nhau. Quý vị thấy những khu vực thì chúng tôi sơn từ màu trắng, khu vực thì chúng tôi sơn từ màu ghi, có những khu vực thì chúng tôi sẽ ốp đá granite có tông màu là màu ghi vân đá nè, ở ngay khu vực tầng một của công trình, quý vị có thể thấy không ạ? Nhiều quý vị thắc mắc tại sao mà tôi thường thấy ốp granite cho cái khu vực này, thì đầu tiên quý vị không nhất thiết là chúng ta đều phải ốp granite, có những gia đình thì chúng ta sẽ sơn giả đá thôi. Thì cái việc sơn giả đá thì chắc chắn nó tiết kiệm chi phí hơn so với việc mà chúng ta ốp đá granite, đá tự nhiên rồi. Nhưng mà nói rồi, cái nào nó cũng có giá trị của nó. Khi quý vị tốn tiền đầu tư cho cái đá granite chúng ta ốp thì thật sự là cái chất lượng nhìn nó cũng rất là khác, quý vị. Vậy nói gì thì nói, granite nó cũng thuộc cái dòng tự nhiên, và khi mà chúng ta ốp lên cho cái phần tường ở bên ngoài của công trình chúng ta tạo cảm giác nó sang trọng và thu hút hơn, đẳng cấp hơn rất là nhiều. Ở đây thì lựa chọn tông màu thì màu ghi, màu trắng cũng là hai cái tông màu thường xuất hiện cho những cái nhà hiện đại của Mắt Hôn. Với màu trắng thì không thể có gì để bàn rồi, nó xuất hiện từ tân cổ điển qua hiện đại luôn nhé. Nói chung là căn nhà nào thì cũng gần như đều có xuất hiện màu trắng. Còn màu ghi thì gần như là dành cho những căn nhà hiện đại, bởi vì màu ghi bây giờ đó quý vị thì người ta nhận ra là đó là cái tông màu nó không hẳn là nghiêng về tối, nó cũng không hẳn nghiêng về sáng, cho nên nó tạo cái cảm giác rất là dễ chịu khi chúng ta ngắm nhìn. Cũng như đây là một tông màu mà hệ thống kê
thì chúng ta không cảm giác bị bám bẩn. Cho nên nếu mà sử dụng cho không gian ngoài trời thì cũng cảm giác ở nhà chúng ta nhìn chúng ta cảm giác nó sạch sẽ hơn. Thì đó cũng là một cái lý do mà tại sao nhiều người lựa chọn tông màu ghi nhé. Về hệ thống cửa thì 100% cửa đi hoặc là cửa sổ của ngôi nhà này đều sử dụng đó chính là cửa nhôm hệ kính. Bởi vì sao? Bởi vì đầu tiên đây là công trình hiện đại rồi, cho nên chắc chắn là cửa nhôm hệ kính luôn được ưu tiên. Và thứ hai là bởi vì em đã chia sẻ đây là căn nhà phố, căn nhà ống đó quý vị. Cho nên là về cái những cái cửa sổ mà bên hông của căn nhà nó sẽ không được xuất hiện quá nhiều như là những căn nhà vườn. Bởi vì đặc trưng của nhà phố khá gần với những cái nhà lân cận, với nhà hàng xóm, cho nên chúng ta không có bố trí quá nhiều cửa sổ được. Vậy thì cửa nào khi chúng ta bố trí vào thì chúng ta cần phải tận dụng được cái cửa đó tối đa. Thì cái loại cửa mà tận dụng được ánh sáng vi sinh khí tối đa đó chắc chắn là cửa nhôm hệ kính rồi. Cho nên là đó lý do mà chúng tôi lựa chọn cái loại cửa này cho ngôi nhà nhé. Và tiếp theo thì quý vị có thể thấy là một cái khu vực mà chúng tôi sẽ trang trí cũng khá là đẹp, đó chính là những chi tiết bồn hoa của ngôi nhà. Quý vị thấy ở tầng 3 cũng có, tầng tâm cũng có, sẽ có những cái loại cây leo ha, chúng tôi sẽ thiết kế để phủ xanh ngôi nhà nhìn nó bắt mắt hơn. Hay là bên trên tầng tâm thì chúng tôi cũng có những khu vực làm gạch bông thông gió và được sơn màu trắng. Thì cái gạch này nó dùng nhiệm vụ để trang trí là nhiều. Gạch bông thông gió thì có đặc trưng nó có những cái lỗ tròn ha, đây là những cái khoảng hở, nó giúp ngôi nhà thoáng hơn. Và thứ hai là những cái ngày mà trời nắng đẹp quý vị, ánh nắng nó chiếu vào những cái khe hở này nó sẽ tạo nên cái hiệu ứng rất là đẹp cho ngôi nhà luôn. Cho nên gạch bông thông gió hiện tại thấy cũng nhiều gia đình ưa chuộng nhé. Và đó là tổng quan bên ngoài công trình nhà anh Hoang. Bây giờ hãy cùng Nhật An tiến bên trong bằng cách anh sẽ đọc là hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của ngôi nhà nhé. Đầu tiên thì cũng như tất cả ngôi nhà trước, anh sẽ đọc đó chính là mặt bằng định vị công trình nè. Nhìn vào đây quý vị sẽ thấy ngay là tổng quan công trình nhà anh Hoang so với khu đất thì có thể thấy là khu đất nó cũng khá là gọn so với công trình nè. Và có một ưu điểm của công trình này đó là gì? Tuy là ngôi nhà phố nhưng có đến 3 lối cửa, quý vị thấy không ạ? Đây là một ưu điểm rất lớn, bởi vì đất của nhà anh Hoang anh không xây sát cái mảnh đất luôn mà còn chừa ra một cái khoảng hở, cho nên là chúng ta vẫn có cái cửa mở ra mặt bên và cửa phía sau giúp cho căn nhà nó thoáng đãng hơn. Còn về hướng nhà thì sao? Quý vị so sánh mặt tiền của công trình nhà anh Hoang so sánh với hoa tiêu của chữ B, ta dễ dàng nhận thấy đó chính là công trình nhà anh Hoang hướng lên bên trên, hướng của bên trái. Bên trên sẽ là hướng Bắc, bên trái sẽ là hướng Tây, và là nhà anh Hoang sẽ nằm ở hướng Tây Bắc. Tiếp theo sẽ đọc đến mặt bằng nội thất của ngôi nhà này. Dựa vào đây ta thấy là chiều dài ngôi nhà là 13,8m, chiều rộng là 7,1m. Và cộng trừ nhân chia lại tính được tổng tích sử dụng của cả 3 tầng 1 tum rơi vào tầm khoảng 240m2. Về công năng, tầng 1 chúng tôi bố trí là phòng khách, phòng bếp ăn, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Tầng 2 chúng tôi sẽ bố trí một phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Tầng 3 chúng tôi sẽ bố trí là có 4 phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Và cuối cùng là tầng tum chúng tôi sẽ bố trí một không gian phòng thờ quý vị nhé. Tiếp theo thì em sẽ đọc đến đó chính là mặt đứng của công trình này. Ở đây thì em sẽ lựa chọn đọc mặt đứng trục CA. Đây là hướng nhìn từ mặt tiền cả nhà nhìn vào. Và như em đã chia sẻ rồi, đa phần những cái nhà phố thì tất cả những cái gì đẹp nhất người ta sẽ dành cho khu vực mặt tiền quý vị ha. Cho nên nhìn vào mặt tiền thôi là chúng ta đã thấy được gần như là mọi cái vật liệu sử dụng cho căn nhà rồi. Ở đây thì ngôi nhà sẽ có chiều cao từ cos 0 định của mái 14,1m, sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 3,9m, sàn tầng 2 đến sàn tầng 3 là 3,6m, sàn tầng 3 đến sàn tầng tâm là 3,3m. Còn cos 0 xuống người lại sơn là 45cm chia cho 3 bậc tam cấp, mỗi bậc sẽ là 15cm. Tiếp theo thì em sẽ đọc đến một bản vẽ cũng khá là quan trọng của ngôi nhà, đó chính là mặt bằng định vị cửa của tầng 1. Thì dựa vào đây quý vị thấy là những cái ô tròn thì đây chính là những cái vị trí cửa của ngôi nhà. Ví dụ là chữ D đó là cửa đi, chữ S là cửa sổ, DW là cửa đi nhà vệ sinh, SW là cửa sổ nhà vệ sinh quý vị nhé. Rồi trong mỗi cái ô này chúng ta còn ký hiệu về kích thước. Ví dụ là cửa D1 là 2200x2700, đây là kích thước của cửa, và cộng trừ 00 tức là cửa sẽ nằm sát. Còn cửa sổ, ví dụ cửa S4 có kích thước 850x1800 đơn vị mm, còn cửa là cộng 0,9m, thì đây sẽ là cái độ cao của cửa so với sàn nhé.
Và sẵn đang nói về cửa thì em cũng sẽ giới thiệu quý vị, đó chính là chi tiết cửa đi D1. Thì đây chính là cửa chính và đây là cửa đi 4 cánh mở quay, kích thước là 2200x2700mm, chất liệu là nhôm hệ kính dày 8,38mm và số lượng là 1 bộ. Và như quý vị nhìn lên đây thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy ha, thì cái cửa này chúng tôi ký hiệu rất là rõ về cái thông số nè. Như quý vị để ý mặt cắt, chúng ta phải trừ đi hai cái bảng lề hai bên, thì từ 2200 ta trừ đi sẽ còn là 2080. An sẽ truy cập vào thiết kế thi công trọn gói .com, chọn một thước lỗ ban, nhập con số vào là 2080 nè quý vị. Nó sẽ thuộc cung quý nhân, nằm trong khoảng tệ tướng, đây là khoảng tốt. Khoảng tệ tướng tạo gia chủ hanh thông mọi mặt, con cái tướng tài danh sinh con quý tử, chủ nhà luôn may mắn bất ngờ. Tiếp theo sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu của nhà anh Hoang, và dựa mặt bằng móng có thể thấy là ngôi nhà xử lý là móng băng bê tông cốt thép. Với móng băng sử dụng cho công trình này là cũng rất hợp lý, bởi vì đây là một công trình nhà dân dụng quý vị ơi, và đất ở Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh thì anh nghĩ là tính chất đất nó cũng ổn định, cho nên là lựa chọn móng băng là hợp lý nhé. Và móng băng sẽ giúp truyền tải trọng xuống nền đất đều hơn. Còn nếu mà chúng ta phân chia móng băng thì phân chia theo vật liệu sẽ có móng băng gạch hoặc móng băng bê tông cốt thép. Thì đương nhiên với những thiết kế của Mark Home, chúng ta sẽ luôn ưu tiên là móng băng bê tông cốt thép, bởi vì giữa bê tông cốt thép thì quý vị luôn biết rồi, nó sẽ mang cái độ cứng cáp chắc chắn hơn và an toàn hơn cho ngôi nhà của quý vị. Cuối cùng, An sẽ đọc đến hồ sơ điện nước của nhà anh Hoang. Ở đây sẽ đọc mặt bằng ổ cắm Internet của tầng 1. Những cái vị trí ổ cắm chúng ta sẽ bố trí khắp căn nhà, ví dụ là phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, kể cả trong nhà vệ sinh cũng có luôn. Quý vị thấy là mỗi khu vực sẽ có vị trí ổ cắm, một cái vị trí hợp lý. Ví dụ là hát bằng 0,4m, là cao cách sàn 0,4m. Vị trí đó chúng tôi đặt cái TV. Thì cái vị trí đó, cái độ cao đó thì chúng ta cắm TV là vừa. Còn ví dụ quý vị tưởng tượng ở đây cắm TV, TV đặt không quá cao thì chúng ta để đặt cái ổ cắm nó quá cao lên thì chúng ta không cắm được. Cho nên là cái đó là tùy theo là chúng ta phải phân bố nội thất như thế nào trong căn nhà nhé. Còn ví dụ đi, vị trí tủ lạnh thì nó sẽ cao hơn, bởi vì cái dây tủ lạnh thường nó sẽ cần phải cái chui nó đem lên cao, ví dụ hát bằng 1,2m nè. Cho nên là quý vị lưu ý giúp em nhé. Còn về Internet thì sao? Internet thì bộ phát Wi-Fi thông thường lúc nào chúng ta cũng sẽ đặt trong phòng khách. Và với căn nhà anh Hoang cũng vậy, chúng ta sẽ bố trí phòng khách, bởi vì đây sẽ là cái nơi mà nó sẽ phát Wi-Fi khắp căn nhà sử dụng nhé. Vậy nhưng em vừa giới thiệu quý vị về căn nhà của anh Hoang ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, một công trình nhà phố cũng khá là bắt mắt. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà này, muốn thiết kế tương tự, đừng ngại liên hệ ngay với nhà phố Mark Home ở số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuẩn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ em xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Sơn Mark Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu, bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn sơn Mark Home.